chiếc ghế nóng của Chủ tịch nước, chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Trang web của Hoàng gia Hà Lan vào ngày 14 tháng 3, ngày có thông tin ông Võ Văn Thưởng viết đơn xin từ chức, đã ra thông báo với nội dung như sau. Nhà chức trách Việt Nam đã yêu cầu hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của vua và hoàng hậu Maxima tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì lý do nội bộ. Chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 sẽ không được tiến hành. Thông tin hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của vua và hoàng hậu Hà Lan đến Việt Nam đã gây sửng sốt trên cộng đồng mạng xã hội. Thông tin này được các báo nước ngoài đăng tải lại, mặc dù chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang giữ kín chuyện Võ Văn Thưởng viết đơn xin từ chức, nhưng thông qua các hành động của họ, việc ông Thưởng từ chức đang dần dần lộ diện. Chẳng phải Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Như vậy, ông Thưởng không thể đi đến hết nhiệm kỳ Chủ tịch nước. Ở nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có 3 đời Chủ tịch nước. Trong khi đó, 3 trụ còn lại trong tứ trụ quyền lực của Việt Nam thì không hề hấn gì. Theo cách nói đùa của người dân thì ghế Chủ tịch nước dùng từ rất hào người. Nếu nhìn qua hiện tượng có thể thấy sau cái chết của ông Trần Đại Quang, những người ngồi vào chiếc ghế này đều gặp sóng gió, theo cách này hay cách khác. Ông Nguyễn Phú Trọng thì bị ngã bệnh suýt chết ở Kiên Giang. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì bay ghế, này ông Võ Văn Thưởng có khả năng cũng mất luôn ghế. Nếu nhìn về góc độ tâm linh thì có lẽ không ít người cho rằng ghế chủ tịch nước bị ma ám hay là bị dính lời nguyền. Tuy nhiên, trên thực tế có thể lý giải và giải thích mọi sự việc theo logic chứ không phải theo tâm linh. Trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng có thể do ông quá chủ quan khi đến tận xào huyệt của bà Dũng, đối thủ chính trị lớn nhất của ông. Thông tin chính thức là ông Trọng bị đột quỵ. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng có khả năng ông Trọng bị thuốc nhưng thoát chết. Trường hợp ông Phúc được cho là do ông đã để vợ con tham gia vào việc Việt Á. Mặc dù chính quyền không đề cập đến liên quan của vợ ông và chính ông cũng phủ nhận, thậm chí còn viện dẫn cả đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Tuy nhiên, những gì người Cộng sản nói thì rất khó để có thể dân tin, bởi họ vẫn thường xuyên dối trá và che chắn sự thật. Trường hợp ông Thưởng thì liên quan đến những phi vụ làm ăn mờ ám của hậu pháo vừa được lại quả xây nhà thờ tổ với số tiền rất khủng. Đây là thông tin nội bộ, không phải là thông tin công khai. Chắc chắn báo chí nô bộc của chế độ không dám hé răng về vụ việc này cho toàn dân được biết. Chiếc ghế chủ tịch nước, chiếc ghế bất ổn nhất trong tứ trụ tại Việt Nam. Điểm lại việc dính họa của các đời chủ tịch nước sau Trần Đại Quang cho thấy hầu hết đều là nhân họa. Nếu ông Trọng không cố chấp và hang cọp ở Kiên Giang thì chưa chắc ông đã dính bệnh và để lại di chứng cho đến ngày nay vẫn phải đi khập khiễng và luôn có hai người dìu hai bên cùng bác sĩ xách túi thuốc đi theo. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không để vợ tay con nhúng tay vào vụ Việt Á thì ông cũng không dính họa. Nếu ông Thưởng không ham hố xây nhà thờ tổ thì ông cũng đâu đến nỗi phải bị như ngày hôm nay. Thực tế, tình hình đấu đá cung đình ngày càng khốc liệt, đặc biệt là các vị trí tứ trụ. Trong tứ trụ, hễ trụ nào yếu nhất thì trụ đó dễ bị tổn thương nhất. Trụ chủ tịch nước được xác định đang là yếu nhất nên dễ bị dụng nhất cũng là điều dễ hiểu. Nhiệm kỳ 2016-2021 có 2 đời chủ tịch nước, năm 21 đến năm 26 ít nhất sẽ có 3 đời chủ tịch nước. Như vậy, mức độ khốc liệt trong những trận thư hùng của triều đình Cộng sản ngày càng tăng về cường độ. Đấy là những chuyện đang xảy ra xung quanh chiếc ghế chủ tịch nước trong những năm gần đây. Có người thì giải thích theo khía cạnh tâm linh, có người thì phân tích theo góc độ logic. Tùy mức độ hiểu biết và trải nghiệm của từng người thì sẽ chọn tìm theo cách nào. Không biết sau cú ngã ngựa của Võ Văn Thưởng, các quan có thể chê ghế này hay không?
hay cứ giành giật trước đã, chuyện hậu quả tính sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Chiếc ghế nóng của Chủ tịch nước, chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d. Chịu không nổi đòn của Tô, Võ Văn Thưởng viết đơn từ chức, đẩy thế khó cho Tổng Trọng. Càng gần đến đại hội lần thứ 14, triều đình của Đảng Cộng sản Việt Nam càng xảy ra những trận thư hùng ác liệt hơn. Đầu năm Thìn, Tô Lâm cho bắt lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn và bắt sống hàng loạt quan chức có dính tới tập đoàn này. Tờ Thời báo chấm d đã có loạt bài viết về vấn đề được miêu tả và chắc chắn sẽ theo dõi sát sao để cung cấp những thông tin cần thiết cho bạn đọc. Đồng thời, chúng tôi cũng phân tích những chiêu trò của các bên để lột trần bộ mặt thật gớm ghiếc của giới quan chức đằng sau tấm mặt nạ của dân, do dân và vì dân mà chế độ này cố gắng dựng lên. Tô Lâm là một người thực sự nguy hiểm cho đất nước, nguy hiểm cho người dân. Nếu ông ta trở thành Tổng Bí Thư, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, thì ông ta sẽ càng manh động hơn, càng xem thường pháp luật và càng bất chấp hơn. Hiện nay, Tô Lâm đang từng bước tiến hành kế hoạch chiếm ghế Tổng Bí Thư bằng cách dùng Bộ Công an làm công cụ để nắm thóp các đồng chí, khi cần sẽ tung chiêu ra để hạ họ ngay lập tức. Chịu không nổi áp lực từ Tô Lâm, Võ Văn Thưởng đã phải viết đơn từ chức. Người Cộng sản hay gọi nhau là đồng chí, nghĩa là cùng chí hướng, cùng lý tưởng, nhưng thực chất họ triệt hạ nhau không thương tiếc, thậm chí thuốc nhau nếu cần. Họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn với đồng chí của mình miễn sao đạt được mục đích. Một nguồn tin từ nội bộ cho biết vào ngày 14 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước đã viết đơn từ chức gửi lên Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị. Nguyên nhân là ông không chịu nổi áp lực từ phía Tô Lâm, người đang nắm rất nhiều bằng chứng về những sai phạm của đàn em và có liên quan trực tiếp đến Võ Văn Thưởng. Như vậy, ông Thưởng xem như đã đầu hàng Tô Lâm. Việc còn lại là phía ông Trọng sẽ làm gì với lá đơn này? Ông có triệu tập một cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị và cả Trung ương Đảng để lấy ý kiến hay không? Hay là ông lại im lặng? Ông Trọng thực sự đang bị đẩy vào thế khó. Nếu bênh vực Thưởng thì phật lòng Tô Lâm, còn đồng ý với áp lực mà Tô Lâm gây ra thì e rằng Tô Lâm sẽ được đà lấn tới. Võ Văn Thưởng một tay do ông Trọng cất nhắc, còn Tô Lâm cũng chính là người mà ông Trọng đang dùng. Hiện Tô Lâm đã tỏ rõ quyết tâm hạ bằng được Võ Văn Thưởng. Nếu ông Trọng không chấp nhận đơn từ chức của Thưởng thì sợ rằng Tô Lâm sẽ nổi điên. Khi đó với binh quyền trong tay, chưa biết Tô Lâm sẽ làm ra chuyện gì. Ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng triệt để sự nguy hiểm của Tô Lâm cho những mục đích của ông. Giờ đây chính ông lại gặp vấn đề với kẻ thuộc hạ nguy hiểm này. Ông Tô Lâm đích thực là một con cọp dữ. Với ngân sách mà Đảng dành cho Bộ Công an lên đến hơn 100.000 tỷ đồng mỗi năm, ai dám chắc là Tô Lâm trong sạch. Trong sạch mà ông Tô có thể ăn thịt bò rát vàng, có thể nuôi con ăn học ở Anh Quốc với chi phí hàng trăm ngàn bảng mỗi năm. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang bị áp lực bênh Tô Lâm hay bênh Thưởng đây? Không một quan chức nào trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản trong sạch cả. Một khi đã quyết khui thì ông nào cũng lòi ra sai phạm. Ông Trọng lợi dụng điều này để triệt hạ hết vây cánh của đối thủ và các nhóm mà ông không vừa ý. Đến nỗi ông lập hẳn cái lò để đốt hết những ai mà ông cho là cần phải đốt. Tô Lâm cũng chỉ học lại đúng những chiêu thức mà ông Trọng đã dùng để hạ bệ Võ Văn Thưởng. Điều đó cho thấy Tô Lâm sẵn sàng lên võ đài để đấu với mọi đối thủ của ông trên chính trường. Trong tay ông Tô có cả một bộ máy khổng lồ cùng với đầy đủ các thiết bị chuyên dụng để điều tra, vì vậy không có lý do gì mà Tô Lâm không tận dụng nó. Một khi ông Nguyễn Phú Trọng chiều Tô Lâm thì ông sẽ thừa thắng xông lên và mục tiêu tiếp theo sẽ chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu ông Tô lên Chủ tịch nước cùng lúc nhóm Hưng Yên để nắm Bộ Công an thì Tô Lâm chẳng ngại ngần gì mà không quay sang cắn chủ.
mục đích của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư, ghế Chủ tịch nước chỉ là bước đệm mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chịu không nổi đòn của Tô, Võ Văn Thưởng viết đơn từ chức, đầy thế khó cho Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.